Người đi, con cầm điện thoại vứt xuống gầm giường lấy hư thế. Lần nào cũng vứt đồ xuống dưới đất. Đánh chừa cái tay này. Đánh chừa hư. Mẹ đùa với con đâu mà cười. Ai bảo con vứt xuống dưới này? Hả? Lạc, quay lên nhìn mẹ này. Ai cho con vứt xuống dưới hả? Mất đồ dùng, mất đồ chơi rồi. Nào giỏi, bỏ tay đi ra đây. Càng ngày càng hư rồi nhá, không nói được nữa rồi. Nịnh hót tôi á. Nịnh hót á. Mặc áo hở hết ti ra rồi đây này. Có đánh mẹ á. Ừ chưa này.